Nếu như những bài tập yoga khác bạn cảm thấy làm cho bạn trở nên thoải mái hơn, thư giãn hơn thì ở trong bài tập này giúp cho bạn có thể chăm sóc người anh em ruột già của mình. Và điều đặc biệt nữa đó chính là chăm sóc cho dạ dày của bạn. Nếu như tình trạng đầy hơi, táo bón hay là một số vấn đề khác về ruột làm bạn cảm thấy khó chịu thì đây là bài tập dành cho bạn. Tuy nhiên, để ngăn ngừa cái tình trạng này giúp cho bạn cảm thấy cơ thể của mình luôn được relax và cảm thấy cho cái sự trao đổi chất trong cơ thể của mình được diễn ra nhanh chóng hơn và hoàn toàn ổn định thì đây là cũng là một bài tập vô cùng tuyệt vời dành cho bạn, giúp cho bạn có thể chăm sóc anh em ruột già của mình, giúp cho bạn có thể chăm sóc dạ dày của mình tốt hơn và điều quan trọng nhất giúp cho bạn cảm thấy là thải được tất cả độc tố ra bên ngoài cơ thể. Và hãy cùng luyện tập với Tuệ Giang ngay bây giờ bạn nhé. Chúng ta hãy trở về thảm nào. Hãy hạ lưng của bạn xuống thảm cùng với Tuệ Giang. Từ đây, bạn hãy co hai gối lại như thế này. Rồi nhấc vai và lưng trên, hạ mềm xuống. Sau đó, bạn vươn hai tay cao qua đầu cho ra. Hít thở điều hòa đây cho ra. Trong hơi thở điều hòa, bạn hãy cảm nhận các đốt sống vùng lưng và toàn bộ vùng cơ lưng được kéo giãn mềm xuống thảm. Toàn bộ vùng dạ dày, rồi các anh em ruột già bên trong như được thả lỏng, thư giãn. Trong những giây phút này, bạn cảm nhận sự nghỉ ngơi từ dòng khí đang được len lỏi vào bên trong. Và bây giờ, để có thể cảm nhận sâu hơn, hãy nhẹ nhàng nâng gối chân phải lên. Sau đó đưa hai tay ôm lấy gối phải. Bạn từ từ kéo gối phải hướng về ngực cho rằng. Thả mềm vai xuống. Cảm nhận sự thư giãn từ toàn bộ các đốt sống vùng lưng, thận và đặc biệt toàn bộ các khí thải và các chất cặn bã được đẩy ra bên ngoài qua đường khí ở hơi hít vào. Và từ từ thở ra, bạn đẩy hết cặn khí ra bên ngoài, kéo gối hướng về ngực nhiều hơn. Tiếp tục với hơi thở sâu và chậm, để ở hơi thở ra, bạn đẩy hết cặn khí ra bên ngoài. Mỗi hơi thở ra, hãy cảm nhận toàn bộ vùng hơi trong bụng được đẩy hết cặn khí. Bạn cảm nhận sự nhẹ nhõm sâu hơn. Sau đó, từ từ bạn hạ chân phải xuống thảm. Hít vào, bạn nâng gối trái lên và thở ra. Hai tay đan vào nhau, ôm gối trái. Thở hết ra, bạn kéo gối trái hướng về ngực. Thả mềm hai vai. Tiếp tục hít vào một hơi thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm. Đẩy hết cặn khí ra bên ngoài. Thả mềm vai. Cảm nhận cột sống được chăm sóc. Anh em ruột già cùng dạ dày của bạn đang được mát xa. Đẩy hết khí và hơi. Toàn bộ vùng khí và hơi dư thừa được đẩy ra bên ngoài. Với hơi thở sâu và chậm, hít vào và thở ra. Đẩy hết cặn khí ra bên ngoài. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Thở ra nào. Rồi từ đây, hít vào, bạn hạ chân trái xuống thảm. Thở ra duỗi gối trái. Sau đó co gối phải, đan tay vào nhau. Ôm gối phải hướng về ngực, dựng cổ chân trái lên nào. Cảm nhận giãn hơn nữa toàn bộ vùng lưng, ép đầy hết khí cặn ra bên ngoài. Cảm nhận sâu hơn dạ dày cùng ruột
lực chăm sóc. Rồi thật chậm hít vào, bạn nới lỏng cánh tay. Từ từ thở ra, kéo gối hướng về ngực. Thở hết ra, xẹp bụng lại. Hai lần nữa, hít thật sâu. Bạn duỗi thẳng cánh tay ra nào, nới lỏng cánh tay. Từ từ thở ra, hãy kéo gối hướng về ngực. Thở hết ra, rút rốn về phía cột sống, thả mềm vai, đẩy hết cặn khí ra bên ngoài. Mát xa sâu hơn, cho dạ dày cùng ruột non, ruột già nào. Tốt. Một lần nữa, hít vào, từ từ nới lỏng cánh tay. Mềm mại thở ra, kéo gối hướng về ngực. Thở hết ra nào. Khép sát lại, khép cằm. Đúng rồi, rút rốn vào trong. Tốt. Sau đó hít vào, từ từ bạn nâng gối phải, duỗi dài ra. Thở ra, co gối trái hướng về ngực. Đan tay vào nhau, thở hết ra. Kéo gối trái hướng về ngực. Rút rốn vào trong. Dựng cổ chân phải lên nào. Cảm nhận sự kéo giãn và ép đẩy khí, toàn bộ phần hơi dư thừa được đẩy ra bên ngoài. Toàn bộ dạ dày cùng anh em ruột già đang được chăm sóc và massage kỹ càng. Từ đây hít vào, tiếp tục bạn nới lỏng cánh tay. Từ từ thở ra, bạn kéo gối hướng về ngực. Và thở hết ra, bạn hướng sâu gối về ngực. Đẩy hết khí cặn. Đúng rồi. Cảm nhận dạ dày và ruột được massage thật sâu. Thả lỏng cổ vai gáy của bạn ra nào. Chậm rãi hít vào, nới lỏng cánh tay. Duỗi gối nào. Đúng rồi. Duỗi gối phải, dựng cổ chân phải. Đúng rồi. Từ từ thở ra, kéo gối trái hướng về ngực. Đẩy hết phần khí cặn ra bên ngoài. Đẩy hết phần hơi dư thừa ra bên ngoài. Cái thứ nó khiến bạn bị đầy hơi. Rồi, một lần nữa hít vào. Bạn nới lỏng cánh tay. Rồi, thả lỏng nào, tốt lắm. Từ từ thở ra, kéo gối trái hướng về ngực. Rồi kéo sâu hơn nữa. Cảm nhận khí được đẩy ra bên ngoài. Sự trao đổi chất được diễn ra, giúp cho bạn diệt toàn bộ vùng bụng đang đầy hơi khí. Sau đó hít vào, từ từ bạn duỗi gối chân trái. Và thở ra nào. Tiếp tục co hai chân lên. Hai tay vươn cao qua đầu, nâng hai chân song song. Thở hết ra, bạn đổ hai gối sang trái, xoay cằm hướng vai phải. Lúc này, hãy đưa gối của bạn hướng về ngực nhiều hơn nữa. Hạ mềm vai phải. Hít thở đều và giữ ở đây cho răng. 5 4 3 2 1 và thật chậm. Hít vào, từ từ bạn đưa hai gối trở về giữa. Thở ra, đưa hai gối sang bên phải. Hướng hai gối về ngực. Bạn xoay cằm sang bên trái. Thả mềm vai trái của bạn ra. Hít thở đều và giữ ở đây. 5 Thả lỏng nữa nào. 4 3 2 1 Thật chậm rãi, hít sâu, bạn đưa thân người trở về thảm. Và thở ra, bạn tách hai gối, đưa lòng bàn chân hướng lên bầu trời. Hai tay nắm cạnh ngoài hai bàn chân. Rồi kéo gối xuống. Rồi cuộn xương cột hướng xuống thảm. Sau đó xoay người qua trái và qua phải. Liên tục đổi chân. Tốt. Thả lỏng vai, cổ gáy và toàn bộ các đốt sống vùng lưng. Khi bạn kéo gối xuống, bụng của bạn được rút vào trong. Chân của bạn như muốn đạp lên, tay như muốn kéo xuống. Rồi sau đó từ từ đưa lưng trở về giữa.
hít vào bạn tách hai bàn tay, đưa chân phải đặt lên qua chân trái, bạn xoắn hai chân như thế này. Thở ra đưa tay trái đặt lên đầu gối phải, bạn xoay người qua bên trái, xoay cảm hứng vai phải, hạ hai bàn chân xuống, cảm nhận rốn được rút vào trong. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1 và thật chậm. Hít vào từ từ bạn đưa hai chân trở về, tách hai chân. Thở ra bạn đổi chân, đưa chân trái qua gối phải, bạn xoắn hai chân. Đưa tay phải, bạn đặt lên đầu gối trái. Sau đó bạn nghiêng người, đưa hai chân qua bên phải, rồi xoay cảm hướng vai trái. Hít thở đều bạn giữ ở đây cho rằng 5 4 3 2 1 và thật chậm. Hít sâu bạn đưa hai chân trở lại. Thở ra nào. Hai tay đan vào nhau, ôm lấy gối trái, kéo gối trái hướng về ngực. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5 4 thả lỏng vai. 3 2 1 thở hết ra. Bạn từ từ nâng lưng trên, nâng đầu lên, khép cằm thu về cổ, giữ ở đây. 5 thả lỏng cổ. 4 siết cơ bụng. 3 2 1 từ từ hạ lưng, hạ đầu xuống thảm. Tách hai chân, hạ bàn chân xuống thảm, hai tay xuôi theo thân. Check hai tay một góc 45 độ, trở về trong tư thế cây cầu. Chậm rãi hít sâu bạn cuộn xương cụt hướng về rốn. Từ từ thở ra bạn nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên của bạn đẩy lên. Đẩy hông lên nào. Kéo xương mu về phía xương ức, kéo bụng dưới lên, đẩy hết khí ra ngoài. Đúng rồi, chăm sóc cho toàn bộ dạ dày. Rồi, chăm sóc cho toàn bộ vùng ruột của bạn. Từ từ thở ra. Thở hết ra đi nào. Tốt. Hít vào, từ từ bạn hạ từng đốt sống lưng hướng xuống thảm cho ra. Đúng rồi, cho đến khi đốt sống cùng cụt được hạ mềm xuống thảm. Thở ra, tiếp tục cuộn xương cụt hướng về rốn. Nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên của bạn đẩy lên. Khi hết biên độ, bạn đẩy hông lên, kéo xương mu về phía xương ức. Thở hết ra, rút rốn về sau trong. Đúng rồi, kéo về phía cột sống. Tác động sâu hơn về dạ dày và toàn bộ vùng ruột non, ruột già của bạn. Từ đây, hít vào, hạ từng đốt sống hướng xuống thảm. Hạ chìm từng đốt sống. Cảm nhận từng đốt sống được hạ mềm xuống thảm. Và thật chậm, thở ra, cuộn xương cụt hướng về rốn. Nâng lưng dưới, lưng giữa, lưng trên. Từ từ đẩy hông lên nào. Siết cơ đùi, kéo bụng dưới lên. Đúng rồi, tác động toàn bộ dạ dày và ruột non, ruột già của bạn nào. Hít thở đều và giữ ở đây cho răng. 5 4 3 Tốt lắm. 2 1 Từ từ vào, bạn hạ từng đốt sống hướng xuống thảm. Đúng rồi. Và thật chậm, thở ra, nhẹ nhàng nghiêng người qua một bên, chống bàn tay, bạn nâng thân người ngồi dậy. Hồi, chân trái bạn duỗi thẳng về phía trước, sau đó co gối chân phải. Từ đây, bàn chân phải bám xuống thảm, cổ chân thẳng hàng với gối trái. Hít sâu, bạn vươn hai cánh tay nâng lên, dựng cổ chân trái. Thở ra, bạn đưa cùi chỏ tay trái qua gối phải, rồi đưa tay phải ra phía sau, rồi ép cái đùi hướng về bụng nhiều hơn, đẩy hết khí ra bên ngoài, massage cho dạ dày và các đốt sống. Rồi hít vào, từ từ bạn vươn hai cánh tay nâng lên. Và thở ra, bạn thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Bây giờ hãy đưa cái chân phải qua cạnh ngoài gối trái. Từ đây hít vào, bạn vươn cánh tay nâng lên.
thở ra, đưa tay trái nào, phôi trỏ nắm lấy gối phải, bàn tay đưa về mông phải, rồi xoay cằm qua bên phải, bàn tay phải hạ xuống thảm, rút rốn gần về trong hơn nữa nào, sâu hơn nữa nào. Hít thở đều và giữ ở đây cho dài. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi thật chậm, hít sâu, bạn vươn cánh tay nâng thân người lên, đưa đầu gối sang ngang. Thở ra, bạn hạ lòng bàn tay hướng về gối và cổ chân phải. Hai cùi trỏ sang ngang, thở hết ra, bạn gập thân người xuống theo khả năng của mình. Rút rốn vào trong, hít thở đều và giữ ở đây cho răng. 5, 4, 3, 2, 1. Chậm rãi hít vào, từ từ bạn nâng thân người lên và thở ra, giữ gối chân phải, co gối phải lên cho răng. Lòng bàn chân phải chạm xuống thảm, cổ chân thẳng hàng. Đúng rồi. Sau đó hít sâu, bạn vươn cánh tay cao qua đầu. Thở ra, cùi trỏ phải qua đầu gối trái, rồi tay trái ra phía sau. Xoay cảm hướng vai trái, đưa rốn của bạn về gần đùi và đẩy thẳng lưng của bạn lên. Cảm nhận khí từ bên trong được đẩy hết ra bên ngoài. Toàn bộ dạ dày và vùng ruột được massage. Từ đây hít vào, bạn vươn cánh tay nâng lên. Thở ra, tha lỏng hai tay xuôi theo thân. Hãy bước chân trái qua cạnh ngoài chân phải, thẳng lưng nào. Rồi vươn ngực dài, chìm vai. Hít sâu, bạn vươn cánh tay nâng lên. Đưa cùi trỏ phải qua đầu gối trái, đưa bàn tay phải áp vào mông trái, đưa tay trái ra phía sau. Bạn xoay cằm hướng vai trái cho ra. Đẩy ngực lên nào, rút rốn về phía cột sống. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, hít vào, bạn vươn cánh tay nâng lên. Và thở ra, đưa gối trái hạ ngang sang bên trái. Gập thân người xuống, đặt hai tay về cổ chân và đầu gối trái. Đẩy hai cùi trỏ sang ngang. Rồi rút rốn vào trong, giữ ở đây cho giang. 5, 4, 3, 2, 1. Hít thật sâu, bạn nâng thân người lên và thở ra, rũ nhẹ hai gối, duỗi chân. Rất là thoải mái vùng bụng đúng không? Rồi từ đây thu hai chân trở về. Hít sâu, bạn vươn cánh tay lên. Thở ra, đẩy thẳng cánh tay về phía trước, lật ngửa bàn tay, cong lưng ra phía sau cho ra. Đúng rồi. Hít vào, từ từ đẩy thẳng thân người, vươn hai tay cao qua đầu. Thở ra, đổ lưng ra phía sau, cong lưng, đẩy cánh tay về phía trước. Đúng rồi, giãn toàn bộ. Đúng rồi, rút rốn vào trong. Tiếp tục hít vào, vươn thẳng thân người vào cánh tay, vươn lên cao. Từ từ thở ra, đánh cong lưng ra phía sau. Đúng rồi. Hai lần nữa, hít vào, từ từ bạn nâng thân người vươn lên. Thở ra nào, đánh cong lưng ra phía sau. Đẩy hết khí ra bên ngoài, hai tay song song phía trước. Một lần cuối, hít vào, bạn đẩy thân người vươn cánh tay lên. Thở ra nào, đánh cong lưng ra phía sau, rút rốn vào trong, chìm vai xuống. Đúng rồi. Đúng rồi, tốt. Sau đó từ từ tách hai tay, đặt phía sau đùi, nâng ngực lên, ở hơi hít vào. Và từ từ thở ra nào, đánh cong lưng ra phía sau. Hít thật sâu, nâng thân người lên. Từ từ thở ra, đánh cong lưng ra phía sau. Hai lần nữa, hít vào, đẩy ngực, vươn cằm lên nào. Từ từ thở ra, đẩy hết khí cặn ra bên ngoài. Một lần cuối, hít vào. Và thật chậm rãi thở ra nào. Rồi từ đây hít vào, bạn nâng thân người trở về.
thở ra thả lỏng hai tay, trở về trong tư thế ngồi thoải mái nhất. Chúc mừng bạn đã luyện tập bài tập ngày hôm nay và rất tuyệt vời khi bạn đã đồng hành cùng Giang. Rất là cảm ơn bạn. Và Tuệ Giang chúc bạn luôn luôn có một cơ thể thật tuyệt vời. Sự trao đổi chất của bạn được diễn ra nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn nhờ những bài tập này. Và hãy luyện tập đều đặn hơn để giúp cho bạn có thể chăm sóc cho anh em ruột già của mình cùng dạ dày của mình được tốt hơn, giúp cho bạn có thể gia tăng được sức khỏe và sự hấp thu chất dinh dưỡng khoa học hơn nữa. Và Tuệ Giang hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.